Xin chào tất cả các bạn, mình là Hương Linh, mình đến từ trung tâm Anh ngữ Oxford. Trong quá trình làm bài thi IELTS Writing, các bạn thường bị mất điểm đáng tiếc vì sử dụng quá nhiều từ nối trong bài viết của mình. Vì vậy, để khắc phục lỗi sai này thì đừng bỏ qua phần chia sẻ của thầy Nguyễn Đức Mỹ trong video này nhé. Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong một video ngắn nữa. Như các bạn biết, trong hai kỹ năng ở trong IELTS là Speaking và Writing thì bạn phải chủ động viết ra hoặc nói ra cái nội dung mà để người ta chấm. Thì trong khi mà bạn xem hoặc là bạn cân nhắc những cái yếu tố chấm điểm thì có thể bạn đã để ý là một trong những yếu tố đó là người ta yêu cầu mình sử dụng những cái từ nối làm sao cho nó đa dạng và nhiều. Nhưng mà chính bởi vì cái nhận xét này thì nhiều bạn học sinh dẫn đến những cái việc là mình sử dụng quá nhiều, bởi vì các bạn ấy nghĩ rằng chỉ cần nhiều từ nối hoặc là sử dụng thật đa dạng từ nối thì bài văn sẽ trở nên uyển chuyển, trở nên dễ hiểu, trở nên mềm mại. Nhưng mà thực ra chính điều này nó làm cho trở nên cái bài văn của mình nó trở nên bị gượng, nó không tự nhiên, và thậm chí là nó có thể hại đến những cái xa xôi hơn như là cấu trúc ngữ pháp hay là cái sự hành văn của mình. Vì vậy trong video này chúng ta sẽ đi sâu vào việc là các cái linker trong tiếng Anh, tức là các cái từ dùng để nối mà thường được đặt ở đầu câu, thì mình nên sử dụng như thế nào, bao nhiêu là đủ, và mình nên tránh những cái lỗi sai gì. Ok, mời các bạn xem xét cái ví dụ sau đây. Thì ví dụ sau đây là một đoạn văn ngắn. Trong đoạn văn này, cái chủ đề của nó đang bàn đến diet, tức là cái khẩu phần ăn. Và cái vấn đề ở đây nằm ở chỗ là có một số người thì ăn nhiều chất béo quá, còn một số người khác thì không. Firstly, it is true that some people consume too much fat. Đấy, thì câu đầu tiên được mở đầu bằng một linker. Firstly là một cái được dùng để mình liệt kê, là ý tưởng đầu tiên. However, others choose to limit the amount of fat they eat. Câu thứ hai có linker, thứ hai là however. Nó rất là đa dạng, bởi vì nó không còn là liệt kê nữa, nó là đối lập. Tuy nhiên, một số người lại chọn cách là giới hạn cái lượng chất béo mà họ tiêu thụ. Moreover, their diets include many kinds of unhealthy food. Thì tức là thêm vào đó thì lại một linker khác và có một ý nghĩa khác, nó không còn là đối lập, nó là mở rộng thêm ý tưởng là cái khẩu phần ăn của họ còn bao gồm rất nhiều các loại đồ ăn mà tốt cho sức khỏe. For example, they eat vegetables and drink teas daily. Linker ví dụ là họ ăn rau này xong rồi uống trà hàng ngày. Nonetheless, many find it difficult to maintain a low fat diet. Nonetheless, thực ra là một linker, nó không được phổ biến lắm, thì có thể các bạn không biết nghĩa. Nonetheless, thực ra nó bằng với lại however, là dù sao đi nữa, thì một số người cảm thấy là nó rất là khó để mình có thể duy trì được một khẩu phần ăn mà nó ít chất béo. In other words, they are addicted to unhealthy food. Có nghĩa là bằng một cách nói khác, tức là cái linker này dùng để tóm tắt lại những gì mình vừa biết, là họ bị nghiện những cái đồ ăn không được khỏe mạnh cho lắm. Thì trong ví dụ này bạn có thể thấy là những cái linker được sử dụng một cách rất là đa dạng và có những mục đích rất là chuẩn, chưa kể nó không có lỗi sai gì. Thì đúng ra là mình phải đánh giá bài này rất là cao, nhưng mà nếu mà mình dịch ra thì các bạn có thể thấy là nó hơi cảm giác nó hơi bị gượng quá, tại vì cứ mỗi một câu mà mình nói hay là mỗi một ý tưởng mà mình đưa ra, mình đều phải thêm một cái gì đấy vào làm cho cái mạch nó, thay vì nó dễ được uyển chuyển giữa các ý, thì nó bị mắc lại. Như kiểu là mình cảm thấy như kiểu bạn này viết một cách rất là máy móc, cứ mở đầu bằng một cái linker xong rồi viết ra một ý tưởng xong lại cứ thế. Và chưa kể là khi mà bạn viết như này thì có thể bạn sẽ quên mất những cái như là từ nối tự nhiên khác, thành ra là cái bài viết của mình sẽ trở nên gượng hơn, trở nên để đạt điểm coherence và cohesion nó sẽ khó hơn. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ khác. Trong đoạn văn này thì cái nội dung vẫn vậy, nhưng mà tôi đã viết lại để sử dụng những cái từ nối cho nó hợp lý hơn. Trong đó câu đầu tiên là firstly, it is true that some people consume too much fat. Y hệt như đoạn văn trước. They eat unhealthy food in almost all meals of the day. Thì như các bạn thấy là trong trường hợp này thì là mình có một cái linker đứng đầu, nhưng mà có hai câu sau đấy mới xuất hiện linker tiếp theo. In contrast, others choose to have a balanced diet which includes healthy options like vegetable, brown rice and tea. Thì trong cái linker tiếp theo thì đây là một câu rất là dài gồm có hai vế. Thì như các bạn thấy cái đoạn văn này nó có nghĩa là đầu tiên thì có một số người tiêu thụ rất là nhiều chất béo và họ ăn những cái đồ ăn mà không tốt cho sức khỏe trong gần như tất cả các bữa trong ngày. Tiếp theo là
Ngược lại thì có những người khác chọn có một cái khẩu phần ăn cân bằng, cái mà bao gồm nhiều cái lựa chọn tốt cho sức khỏe như là rau hay là gạo lứt hay là chả. Thì điều gì mình có thể rút ra được từ đây? Thì đầu tiên các bạn không cần quá nhiều từ nối để được coi là việc sử dụng từ nối của bạn là nó đa dạng. Mà các bạn cần phải nắm được là linker không phải là cái duy nhất mình có thể dùng để nối các câu với nhau. Đôi khi nó có thể là reference. Cái sự thật là mình không nên dùng quá nhiều những cái đại từ nhân xưng như là they ở trong đoạn. Nhưng mà tuy nhiên they ở trong cái câu thứ hai nó là để nói đến, nó để ám chỉ một cái nhóm người nào đấy mà câu trước đã nhắc đến rồi. Thì trong cách này chúng ta có thể hiểu là cái từ they này nó có đóng vai trò vào việc làm cho cái đoạn văn nó trở nên mạch lạc hơn và nối với nhau hơn, nhưng nó không phải là một linker. Trên hết, ở dưới cái câu thứ hai này, cái hai vế này, đây là một câu phức. Thì nếu các bạn muốn biết định nghĩa câu phức là gì, cái mà vô cùng quan trọng, các bạn có thể check cái video gần đây nhất mà mình đã cùng bàn về sự khác biệt giữa câu phức và câu ghép. Và trong câu thứ hai, hai cái đoạn chủ vị đấy được nối với nhau bằng từ which. Thì which cũng là một cái thiết bị khác mà mình có thể dùng để làm cho cái bài văn của mình mạch lạc hơn, mà không nhất thiết cứ phải quá cứng nhắc, phụ thuộc vào linker. Và hơn nữa, khi mà bạn sử dụng linker một cách hợp lý thì tức là cái số lượng cụ thể các bạn nên nhớ là khoảng độ tầm 2-3 câu mình sử dụng nó một lần. Mình không được sử dụng nó liên tiếp, bởi vì đôi khi nó có thể làm cho cái người chấm nhận ra là cái cấu trúc câu của bạn nó không được tốt, bởi vì nó toàn là câu đơn hoặc là toàn là câu ghép hoặc là toàn là câu ghép lại với nhau. Thì câu ghép thì thường thường liên quan đến linker, bởi vì chúng nó có thể đứng độc lập với nhau, còn câu phức thì không. Thì trong những trường hợp này, các bạn để ý một số cái sự thật quan trọng. Một, mình không cần quá dùng quá nhiều linker để cái bài văn của mình được điểm cao về mặt mạch lạc. Thứ hai là khi mà mình sử dụng linker ít đi thì có chỗ để mình phát triển cái cấu trúc của các câu văn mình viết. Thì khi đó những cái từ nối một cách tự nhiên như là which, như là they, nó có cơ hội để xuất hiện. Và vì thế cái bài văn của mình nó vừa được phát triển đầy đủ ý mà nó lại vừa không bị gượng. Nó giữ được cái flow, một cái mạch trôi chảy. Thì khi đấy cái điểm coherence và cohesion, tức là cái điểm nối về nghĩa và về từ của bạn ở trong bài nó sẽ tốt hơn nhiều. Một điểm nữa chúng ta cần phải lưu ý, đấy là những cái linker như là in contrast, firstly thì thường thường nó sẽ đứng đầu. Tuy nhiên những cái như là however chẳng hạn, thì như các bạn để ý video trước, nó có thể được sử dụng ở giữa câu hoặc cuối câu. Thì điều này nó cũng cần thiết. Thì tức là thay vì mình quá cứng nhắc để nó đầu câu liên tục, thì các bạn nên thử nghiệm viết một số câu bằng cách là mình sử dụng những cái linker nhưng ở vị trí khác nhau trong câu, như là ở giữa hay ở cuối. Có một điều bạn cần đặc biệt lưu ý trong khi luyện tập, đấy là những cái linker thường thường cần một cái dấu câu nào đấy phù hợp với nó. Như các bạn thấy, khi mình viết đầu câu thì thường thường mình cần dùng các dấu phẩy, firstly phải, in contrast phải. Nhưng mà tuy nhiên khi mà đứng giữa câu thì có lẽ nó sẽ yêu cầu đến những cái dấu nặng hơn như dấu chấm này hay là dấu chấm phẩy. Và ở cuối câu cũng vậy, nó có yêu cầu dấu câu. Thì để đảm bảo là bạn sử dụng dấu câu đúng thì các bạn nên check qua cái video về các cái cấu trúc câu. Ở trong đó mình đã cover về cái việc là mình sử dụng dấu câu thế nào cho hợp lý, đặc biệt là với các linker phổ biến. Để tóm lại, tôi muốn gửi đến các bạn một cái ý niệm là cái việc mình sử dụng các từ nối nó cũng như là một con dao hai lưỡi vậy. Nó chỉ là một công cụ. Cái việc mà mình dùng nó nhiều quá nó sẽ dẫn đến hạn, cũng như là mình không sử dụng và thiếu nó quá. Cái quan trọng là mình cần phải hiểu cách sử dụng của nó và sử dụng làm sao cho hợp lý. Và khi mà người ta chấm bài viết hay là bài nói của bạn, IELTS Writing hay IELTS Speaking, thì người ta không chỉ nhìn vào một yếu tố. Người ta sẽ không bao giờ chỉ nhìn vào linker xong cho bạn điểm, mà người ta quan trọng hơn ấy là cái mối quan hệ giữa các linker đấy. Bạn dùng được từ nối, ồ thế là tốt. Nhưng mà từ nối đấy có đúng về nghĩa không? Có đúng về ngữ cảnh không? Nó làm cái cấu trúc của đoạn văn tốt lên hay yếu đi? Thì đây là cái mà mình cần giữ trong đầu. Đấy là mình sử dụng một cái yếu tố liên tục không phải là cái cách ăn điểm, mà là mình phải làm sao để nó đa dạng, nó tự nhiên và nó hài hòa với các yếu tố khác trong câu, chứ không được tập trung quá vào một mặt xong rồi hy sinh các mặt khác như là cấu trúc hay là việc mình đánh dấu câu không được chính xác. Thì thông qua video ngắn này, mong là tôi đã gửi đến các bạn một cái clip ngắn, một cái sự trợ giúp nhỏ để các bạn có thể nhận ra là cái việc mình sử dụng những từ nối thì đôi khi nó có thể là một cái rủi ro. Và từ đấy các bạn có thể nhận ra là đâu là cái phanh, đâu là cái mà mình có thể sử dụng để đảm bảo là việc mình sử dụng nó không quá nhiều, nhưng cùng lúc đấy nó lại không quá ít. Thì qua đây thì mong là nó có thể giúp được các bạn đạt được cái điểm IELTS mong muốn, hay là một cách
thiết thực hơn là làm cho cái bài viết hay bài nói của bạn trở nên mạch lạc hơn, thuyết phục hơn. Xin cảm ơn. Và nếu các bạn muốn đạt bên điểm IELTS 7.0 cộng thì đừng ngại ngần gì mà không đăng ký các khóa luyện thi IELTS tại Trung tâm Anh ngữ Oxford. Mọi thông tin chi tiết về khóa học vui lòng gọi điện tới hotline hoặc inbox trực tiếp cho fanpage của trung tâm. Và đừng quên like, share, comment và subscribe kênh YouTube của chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.